chào các bạn nha, mình giới thiệu một cảnh đẹp của Đắk Song. Một cái khu vực đặc trưng của Đắk Song, đây là gần ngay chỗ Thuận An đấy. Này, đây là quốc lộ 14. Này, các bạn nhìn thấy cảnh rất là đẹp. Đây là buổi trời chiều xế tà. Cái khu vực này nó rất là thấp so với so với đường quốc lộ. Nhưng cảnh thì này mau đẹp luôn. Đứng đây ngắm cảnh rất là đẹp. Cây cối thì dưới họ trồng tiêu rất là bài bản. Xe mặt trời đã về sắp lặn rồi nhá. Chương trình để mình giới thiệu bằng tiếng Trung nhá. Ta cha hào chế sau gầy ta cha y cơ phong chỉnh trai tớ xoang sen cho cơ sư sủ ý tớ lúng sửng phong chỉnh hận theo leng xe trai sư quay xe hổ lơ cho sư cho cơ phong chỉnh trai phẳng bên ta mà lu sứ sư hồng cho cơ sư của tự tuyển phen đủ ở nái cơ chung của lần xí hoan cứ nhảy nái khan cho cơ phong chỉnh chiêu tả tên hoa ký của huy liếu của tự tên hoa chơi sang men đăng ký mình vẫn khan thì vẫn tả tên hoa ký của huy ta thì mình cua lại đủ ở đi dấu chén tự đi khởi cây cơ phẳng chữ chai này bên sang tham mà đi ăn không chi hấn hảo xem trai ý chính cho nên án hẳn phu trả suy giao dầu y cơ ti phang khởi xưng của trai chơi bên sư chơi không sẵn được ta muốn tập fan của con teo á.